Đây, như vậy chúng ta sẽ viết theo rồi chúng ta viết thông thường như vậy. Như vậy chúng ta đã nhập được đối tượng dài và rộng. Bây giờ chúng ta sẽ tính chu vi diện tích. Như vậy để tính chu vi thì phía bên trên này chúng ta sẽ khai báo cái biến chu vi và khai báo cái biến diện tích. Và max max là min min rồi chúng ta sẽ có d chu vi bằng d dài cộng d rộng nhân hai d diện tích bằng d dài nhân d rộng. Bây giờ mình sử dụng hàm của cái thư viện Max thư viện Max. Vậy thì trong trường hợp này, nếu như chúng ta viết d min bằng chấm min của d dài và d được chưa, nó khác với c. Trong c mà nếu bạn muốn sử dụng thư viện Max mình phải làm gì? Mình phải import nó vào, được chưa? Đó rồi, trong trường hợp này chúng ta sẽ xuất ra system out dài phần trăm theo dạng phục mét dài phần trăm f xiết n rộng phần trăm f xiết n chu vi phần trăm f xiết n diện tích phần trăm f xiết n min phần trăm f xiết n. Rồi mình có gì? D dài phải d rộng phải d chu vi phải d diện tích phải d min. Rồi như vậy là mình đã có xong, được chưa? Rồi chạy thử ha. Dài rộng dài rộng chu vi diện tích min, được chưa? Bài này dễ hay khó? Các bạn nào có cảm giác rằng cái dòng nào mà mình không chắc không, cứ mạnh dạn đi các bạn. Mới học không có gì phải ngại cả, chưa biết hôm nay chứ chưa chắc là ngày mai không biết, cho nên là các bạn cứ yên tâm hỏi. Có dòng nào mà mình có cảm giác là chưa ổn không? Có không nào? Rồi mình thử viết lại bài này và mình sẽ phân tích yêu cầu ha, mình có nhu cầu viết cái gì thì sau đó mình sẽ bắt đầu mình viết. Chứ nếu như mà các bạn không phân tích được mà các bạn cứ viết từ dòng 1 cho đến dòng 29 thì các bạn không tự viết một cái bài khác được. Và cái phần mà thuộc đầu dòng này nè, tab này rất quan trọng nha các bạn.
cái nào anh em, cái nào cha con.